chào các bạn. Đây là cái vết nứt của cái kiến chắn gió xe 7 chỗ các bạn. Thì xe này chạy sau cái xe tải mà chở sạn đó các bạn, thì nó văng một cái miếng, một cái viên sạn nhỏ xuống, thì nó bị ra cái vết này ha. Thì nó nói chung nó cũng nhỏ, đường kính tầm 2 cm ha, nó cũng nhỏ, cho nên những cái vết nhỏ như này thì đi thay một cái tấm kiến thì nó tốn kém quá các bạn. Hơn nữa là xe không có bảo hiểm đó, thì mình thay mình phải chịu 100% tiền, thì thôi nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, thì mình xử lý theo bằng cách này để nó bay đi cái vết nứt này nha các bạn. Ok, thì xử lý như thế nào xin mời các bạn nha. Trước mắt mình vệ sinh đó các bạn, vệ sinh cho nó sạch đi đã ha. Mình tạm thời để tầm khoảng cái chừng tiếng đồng hồ nha các bạn. Rồi, một tiếng đồng hồ sau thì mình sẽ xem lại ha. Rồi, chào các bạn. Thì bây giờ nó cũng là khoảng 5 tiếng đồng hồ rồi các bạn. Lý do là cái vết nứt nó rất nhỏ, nó rất kín, mình phải để thời gian lâu thì nó mới ngấm được hết cái dung dịch vô trong cái vết nứt đó ha. Rồi bây giờ mình kiểm tra thử nha các bạn. Đây các bạn, thời gian 5 tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà là cái nó giảm đi rất là nhiều các bạn, cũng phải khoảng là được 80% với lúc ban đầu đó. Còn cái này thì cái mức độ cái kẽ nó kín quá các bạn, mới 5 tiếng à, cho nên cái độ ngấm nó cũng không có ngấm nổi, cái này do nó kín quá. Mình bị cái này là thời gian nó cũng hơn 1 năm rồi nha các bạn, nhưng mà mình thấy nó không có bị cái bụi bặm rồi, nó không có lẫn vô, với hơn nữa là nó không có bị nứt thêm đó các bạn, thì mình cũng để luôn ha, tại vì xe không có bảo hiểm thì mình cũng không có thay, nó bị ít quá mà mình thay thì nó cũng tốn kém đó các bạn, cho nên mình để luôn. Hơn nữa nó nằm phía bên lơ, nó cũng đỡ rất nhiều ha. Cái đường kính nó cũng tầm 2 phân thôi. Đây là camera quay nha các bạn, thì mình nhìn thấy cái độ nó còn nét 4 cạnh vậy thôi, chứ mắt thường thì nó đỡ đi rất là nhiều nha các bạn. Đó, những cái chấm này nó rất là nhỏ nè, bạn nhìn thấy cái ngón tay mình, ngón tay so với cái chấm này mình thấy mình biết ha, nó rất là nhỏ xíu luôn, nhìn thấy nó không còn nhiều như cái lúc trước nha các bạn, coi như nó giảm đi được 80% á. Đây là cái cách xóa những cái vết nứt nhỏ, những cái vết nứt mà không đáng phải thay cái tấm kiến đó các bạn, thì mình dùng theo cái cách này ha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích thì cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.